mình ngồi gần nhà giàu nó khác lắm, giống như châu trắng châu đen vậy. Sống sao cái nghề nhà mình quen rồi, ăn uống tự nhiên quen rồi, vô nhà giàu ăn nó kiểu cách khác đúng không? Kiểu cách nó này kia cái nọ. Thôi. Chứ bây giờ con cũng nghèo nè, thì chú không biết nghèo sao nhưng mà cái ăn uống đều kiểu nhà nghèo, nó kiểu cách sao kể con nghèo ấy. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị, hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Long Xuyên của tỉnh An Giang. Những ngày qua thì Bùi Hồ có đăng cái đoạn clip về chú Chất, một ông cụ gần 80 tuổi, hàng ngày phải mưu sinh với một cái chiếc xe lôi. Và rất là nhiều cô bác quý anh chị đã quan tâm đến cuộc sống của chú và muốn Bùi Hồ đến nhà cũng như là tìm hiểu thêm vì sao đến thời điểm này á là vợ của chú bệnh như thế nào, nhà cửa như sao. Còn bây giờ thì ngày hôm nay thì cũng với một cái thời gian gấp rút á, Bùi Hồ qua đây thăm chú để mà thay mặt chú Quý Mạnh Thường Quân để trao tiền hỗ trợ cho chú, chăm sóc vợ của chú cũng như là cho chú có cuộc sống tốt hơn. Mời cô bác anh chị cùng theo Bùi Hồ ha. Đây là một cái quảng trường khá là quen thuộc nha cô bác anh chị. Một hình ảnh một ông cụ ngồi trên một cái chiếc xe lôi á, rồi đợi khách á, là một hình ảnh mà gây cho mọi người đồng cảm với hình ảnh một ông chú như thế này. Đấy. Con chào chú. Dạ. Con chào chú. Nay biết cái này là cái biết luôn rồi hả? Nay sáng giờ đạp được mấy cuốc rồi? Được có 4-5 cuốc gì à. Dạ. Rồi được nhiêu tiền? Rồi được năm mấy ngàn mà ăn hết phần cơm hết 20 ngàn. Ăn cơm, ăn cơm tiệm luôn, không xin cơm nữa sao? Ăn cơm lần á, còn số tiền quan kia thì gửi cho nhỏ con nó đóng tiền bệnh viện cho bà vợ. Nhiêu? Đóng hết nhiêu? Cũng gần triệu. Gần triệu. Chú gửi cho con của mình hết nhiêu? Cũng triệu mấy à. À, hôm trước là con trao được 3 triệu rưỡi đúng không? 3 triệu 3. Thì mua hết 10 kg gạo. Dạ. 10 kg gạo hết nhiêu tiền rồi? Cũng trăm mấy rồi. Trăm mấy. Dạ. Hôm nào con đến nhà chú thăm nhà chú được không? Thì được, nhưng mà chắc có lẽ là nếu mà cho thời gian chứ đâu có ấy được. Hôm nào á, con nói vài ngày nữa, con khoảng 10 ngày nữa con trở về á. Tại con chuẩn bị đi nước ngoài rồi, nên 10 ngày nữa con mới về. Cỡ 10 bữa nửa tháng gì cũng được. Dạ, lúc đó vợ của chú về luôn. Dạ. Nhà của mình là nhà gì chú Chất? Dạ. Nhà của ngôi nhà của mình á. Nhà mình á thì nói ngay là nhà thuê ở gần ở trong chỗ metro nè, còn nhà chính thức của mình á là ở trong gần Phú Hòa giống á. Dạ. Nhà nước cấp cho cái nhà. Dạ. Dạ. Cấp lâu chưa? Cũng 2-3 năm rồi. 2-3 năm rồi. Dạ. À. Còn ở đây thì thuê. Thuê bao nhiêu một tháng? Ngày 20 tháng 600. Thì điện tính riêng. Điện nước cho. Dạ. Dạ. Nước cho. Nước chú cho. Ở với vợ của chú thôi hay sao? Hả? Chú ở với vợ của chú thôi hay sao? À. Có con ở chung không á? Thì nó cũng đi làm hồ nè. Dạ. Dạ. Lâu lâu nó về một lần vậy. Rồi một tháng 600 ngàn. 600 ngàn nóng rồi, lắm không? Điện thì xài bao nhiêu, tính bao nhiêu? 5kg, 10kg hay là 4-5kg vậy đó. 1kg là 4.500. Dạ. Rồi nếu như mà nhà chú ở trong Phú Hòa thì đây vô đó là đạp bao nhiêu cây? Cũng 10 cây số. Nên là đỡ là mướn ra ngoài này ở để mà mưu sinh đúng không? Mưu sinh cho nó gần dễ hơn. Là mình chạy tới chợ luôn nó gần, còn vô chỗ xa lắm, tối hù à. Dạ. Đường quê mà. Ở trọ bao nhiêu năm rồi? Ở trọ cũng mấy năm à. Cũng 4-5 năm rồi đó. Vậy thì cuộc sống của mình vừa đạp xe mà vừa phải tốn tiền trọ, tiền điện, tiền điện, rồi những cái chi phí sinh hoạt hàng ngày thì mình có đủ không chứ? Cũng gói ghém vậy thôi chứ cũng không có đủ gì. Cũng đỡ đỡ vậy thôi à. Cái thời điểm này không có gì mà đủ hết trơn. Trong cái nghề đạp xe của chú á, thì có bao giờ chú trước cũng nó cũng phải có một cái thời mà chú làm ra nhiều tiền, có bao giờ vậy không? Có bao giờ làm không? Không, không, không. Không hả? Hồi giải phóng tới giờ cái nghề vậy hoài.
Lúc còn trẻ thì mình đã đạp rồi. À, đạp được. Nhưng mà hồi đó mình cũng biết cái nghề này là sẽ không thể bám trụ lâu ngày vì nó sẽ xuống khi mà có xe gắn máy nó sẽ lỗi thời. Là cái thứ nhất nè. Thứ hai là cái sức khỏe của mình nó không đủ á. Vậy thì lúc còn trẻ chú có dự định là mình sẽ đổi nghề khác không mà sao mình cứ bám không rồi nói nghe mình không có định gì được tại vì tay không chưa rồi đâu có định gì được gì đâu rồi cứ cầm củi chạy hàng ngày hàng tháng hàng năm vậy thôi à. Lúc đó thì chú đạp xe từ nghề bắt đầu đạp xe là bao nhiêu chú bao nhiêu tuổi nếu mà tính ra giải phóng đó là chạy xe ông đa ôm và sau này công an người ta nói là phải có bằng lái mới trả xe Honda đầu tiên nữa là chạy xe đạp ôm xe đạp ôm rồi xe qua xe Honda dạ à, rồi xe qua xe Honda thời gian rồi bây giờ mới mướn của cái thằng này nè mướn nó rồi nó thấy vậy nó bán cho rẻ rồi mình chạy luôn tới bây giờ luôn đó có nghĩa là lúc trước là chú không có tiền để mua chiếc xe này luôn dạ. Lúc đó là mua xe này nhiêu tiền hồi đó thì mua cái này là 1,5 triệu Ừ. 1,5 triệu mà 16 năm rồi. À, lúc đó đạp vừa sinh hoạt này kia nghèo quá không có tiền thì tiền đâu mình mua. À, thì coi như là mình có bao nhiêu mình đưa cho nó nhiêu, rồi nó biên vô sổ rồi đúng quy định của nó bao nhiêu là thôi. À, mua xe trả góp. À, trả góp. Chú là hình thức đầu tiên đó. À, đó. Trả ngày nhiêu? À, trả ngày thì nó nghe tùy, ít thì trả ít, nhiều trả nhiều. Trả nhiều thì nó mau hết một chút, trả ít thì lâu một chút. Lúc trước là cô làm cái công việc gì chú? Hả? Cô á, vợ chú á. Cũng bán ba cái đồ rẫy là chẳng hạn như kẹo, bánh này kia cái nọ vậy đó. Lúc mà thịnh nhất là chú đạp ngày được bao nhiêu tiền? Lúc mà xe này còn thịnh á? Nếu mà nói chung lại không có bệnh dịch á, là chạy dân khách sạn rồi nè. Dạ. À, 100 mấy, 200 vẫn chừng mà khi không có một cắt nữa. Cô bác quý anh chị biết không là ở tại Long Xuyên này nè có một cái chợ đầu mối rất là lớn đó là chợ đầu mối Long Xuyên và thứ hai đó là chợ nổi Long Xuyên. Cô bác quý anh chị nghe là chợ nổi Cai Găng đúng không, chợ nổi Phụng Hiệp, nhưng mà cái chợ nổi mà truyền thống hiện nay vẫn còn giữ được cái nét hoang sơ đó là chợ nổi Long Xuyên. À, tất cả các bạn hàng á, người ta sẽ tập kết hàng hóa ở trên cái con sông, người ta sẽ neo đậu ở đó và sau đó là chở xuồng vào ngay tại bến chợ nổi. Và những người như chú Chất á là được các bạn hàng á mướn để lên chiếc xe lôi này nè, rồi mới chở đi lại tập kết chỗ bán. Nên là nữ có một thời gian á là Long Xuyên là chợ đầu mối ở miền Tây về rau củ, đúng không chú? Đúng rồi. Và ngày trước á, mà khi mà đường bộ chưa có thịnh á, cái đường ngựa này chưa có thịnh á, thì ở miền Tây chủ yếu di chuyển bằng cái con đường sông nước, đó là để gọi là miền Tây sông nước. Và sau khi lúc đó thì đầu kênh rất là nhiều, đó, có những cái con đường như là kênh Sà No của Hậu Giang á, là con đường đào để mình đi vận chuyển lúa gạo. Ở đây những cái con kênh cũng rất là nhiều. Và Long Xuyên là nằm bên bờ sông Hậu như cô bác anh chị. Nên là nữ là để rau củ ở miền Tây mà lên được Sài Gòn á là tàu Long Xuyên chở rau củ từ Long Xuyên lên chợ Bình Điền, đúng không? Đúng rồi. Lúc đó là Bùi Hồ rất là gành về cái chuyện đó. Mà bây giờ là chú còn có chở rau củ cho mấy cô chú đó nữa không? Ít khi lắm, nó có mối sẵn hết trơn rồi. Dạ à. Cái đó là chở coi như là chở tính chuyến luôn á. Tính chuyến rồi, chẳng hạn như 50-70% ít thì ít tiền, nhiều tiền chút, nói vậy. Con hỏi thật nè, chú nói với con là chú chạy xe này á đến 10 giờ tối. Đúng vậy rồi. Thì có bao giờ tối đậu ở đây nè, đậu ngay trên cái đầu đó. Rồi có bao giờ là chú bị mấy kẻ xấu mà những người mà nghiện ngập xin tiền chú không? Không, khi gặp nó lại là xách xe đi chỗ khác à. Chạy xe đi chỗ khác. Nó cô hồn lắm, ghê lắm. Có bị nguy hiểm không? Không, nó không có, nói ngay nó cũng nguy hiểm là chẳng hạn như mấy người mà chạy xe xịn thì cái lọ nó cùng mình xe lôi này kiếm ăn không ra, nó nguy hiểm làm gì. À, giờ lại tới chú là chú bỏ đi thôi. Bỏ đi, nó đi đâu đi, mình lại mình đậu đó, vậy đó. Tối bữa nào vậy, 5-6 giờ đậu vô này không? Bây giờ tối vẫn còn ở đây luôn. À, thì chiều 5 giờ ra đậu chỗ đó, tới 9-10 giờ khuya về.
là cứ dầm sương giải nắng gì đó. Mấy chục năm nay rồi. Có bữa nha, trúng nắng, tối ngủ sáng tôi dậy trồ rồi nó lạnh rung hết trơn vậy. Mua một dĩ thuốc để ở nhà mà có gì uống vô đỡ. Dạ. Nó trúng nắng. Dạ. Rồi bị gió nữa, gió giấc chiều 6-7 giờ chiều đó. Chạy xe không trúng, chạy xe không trúng mánh mà bị trúng gió. Ngồi nắng mà bị trúng gió, trúng nắng. Mà chú nói chuyện thấy thương ơi, ha, cô bán anh chị. Cô là ngày xưa là bán thì bây giờ cô còn bán được không? Thì bây giờ bệnh vậy đó, nghỉ bán. Cô năm nay là bao nhiêu rồi? Cũng 60 mấy rồi. 60 mấy. Cô bệnh gì chú? Bị ruột á. Tết vừa rồi là cứ ăn Tết trong bệnh viện suốt thôi. Dạ, thì nó ngay rồi cũng không có ham muốn gì. Cũng có ăn rồi cơm nước bệnh viện phải cho vậy thôi. Chú được bao nhiêu cái áo giống như vậy? Trời ơi, coi cái áo này cũng cũng người ta cho nè. Đó, rồi cái áo ở nhà người ta cũng cho. Quần thì nó tiêu chân. Quần của chú bằng màu luôn rồi. Nhà được bao nhiêu cái quần vậy? Này khoảng chừng 4 cái. Cái kia thì nó sự bằng đít. Chạy với mòn đít luôn, mòn đít luôn. Ngồi riết mà sự bằng đít luôn. Rồi cái áo này ai mai cho chú á? Cái này hả? Chỗ đứt này nè, ai mai cho chú? Cái này thì người ta cho mình mặc vô vậy thôi chứ. Nhưng mà con lấy chỉ mai nè. Cái này nó sức để đừng chỉ nè. Ai mai lại cái này đây? Tôi. Sao không kêu vợ mai? Sao không kêu vợ mai? Thấy ghê không? Cái áo nó gấp để tiền vô đây cái nó bị gấp ra cái chú tự chắc là thương vợ dữ lắm này đúng không? Đây nữa nè. Đây nữa nè, cô bác anh chị thấy không? Này chú tự mai đúng không? Đúng không? Trời ơi trời. Sao không đem ra tiệm kêu tao đột? Nó làm ít đó không có làm. Ngặt vậy đó. Để lớn tuổi vậy thấy đường sổ kim không? Cũng sổ được nhưng mà khoảng chừng 15-20 phút mới vô. Vậy là may thêm nhiều phút nữa. Như cái nút áo này là chú may bao nhiêu phút mới được xong? Cái này 5-3 phút vậy à. Vậy là sổ 15 phút nữa, may cái nút áo không gần nửa tiếng. Tính kiếm có cái áo tay dài vậy nè cho nó đỡ. Đỡ nắng. Những ngày lạnh chú có áo ấm không? Có mà cũng muốn rách mẹ nữa. Lần nào con cũng thấy chú là mặc áo giống vậy hết á. Là chú được bao nhiêu cái nãy nó con quên à? Khoảng chừng kể như là 4 cái như 3 cái à. Mấy cái áo kia nó sườn cổ nữa. Nó mặc riết mà nó cái này nó đen luôn rồi nè. Rồi nó đen rồi nó tưa ra nữa. Nên là cô bác anh chị thấy không? Tưa chú không? Đó. Hay là có áo mới nhà giấu để dành đi ăn tiệc? Không có, trời dễ về một năm hạ sáng chưa ai mời nữa. Vậy hả? Sao không mời? Ai biết, người ta phân giai cấp. Phân giai cấp sao? Giàu giàu. Có nghĩa là ta thấy mình nghèo, mình sợ mình không có tiền đi đám sao? Hay là chú đây không biết mời bạn? Ở đây nè, lúc trước người ta mời 3 lần gỡ thiệp, họ không dám đi. Nghèo mình ngồi gần nhà giàu, nó khác lắm. Như châu trắng, châu đen vậy. Sống theo cái nghề nhà nghèo mình quen rồi. Ăn uống tự nhiên quen rồi. Mà dạ. Vô nhà giàu ăn nó kiểu cách khác đúng không? Kiểu cách nó này kia cái nọ. Chứ bây giờ con cũng nghèo nè. Thì chú không biết nghèo sao nhưng mà cái có ăn uống theo kiểu nhà nghèo nó kiểu cách sao kể con nghèo ấy. Chẳng hạn như tự nhiên vậy đó. Tự nhiên. Còn ăn với nhà giàu thì khắp ném lắm. Khắp ném lắm. Cũng như là tài chính này kia cái nọ vậy đó. Mình thử ra một năm 12 tháng không có gần gũi với mấy cái người đó. Sống theo cái lối nghèo với dân lao động mình nó quen rồi. Nhưng mà chú vậy nè, rồi chú đi lơ vô nhà giàu chú có ngại không? Ngại lắm chứ. Chú có mắc cỡ không? Này kia cái nọ của mình đâu có cái gì đâu. Thử ra cũng mắc cỡ lắm. Nhưng mà người nhưng ta mà nói không với ai mình... mời mà không ai kêu mà. Nhưng mà có lần nào trong cuộc đời chú cũng phải có một lần bước vô nhà giàu chứ. Không có. Người ta trước khi người ta muốn vậy người ta ngó dòm mình vậy lắm. Cũng như là có lúa thì mới cho mượn gạo. Mượn gạo nói vậy thôi mà mình có gì đâu. Có hai bàn tay. Nhưng mà thấy người ta giàu thì mình thấy mình nghèo mình lại mình mắc cỡ, có khi bao giờ mình tự chảy nước mắt không? Thì cũng hơi cảm động động chút xíu vậy thôi. Chắc rồi cho nó qua tu vậy thôi chứ không gì.
mà không có khi nào người ta vậy đâu, dễ gì. Nhưng mà đôi khi người ta giàu mình đâu có ăn gì của người ta đâu mà mình phải ngại. Nhưng mà người ta ở trong cái số đó cũng có nhiều người tâm đạo có, dạ, phân giai cấp có, dạ, đó. Chứ mình không phải mình roi đũa cho nóng hết, cũng dạ, có người này người kia, dạ. Nếu mà quan niệm hết thì nhà nghèo sống ra giờ. Đúng rồi. Nhưng mà tại mình phần nghèo thì mình chịu thôi chú hả? À, phần nghèo mình ăn cũng như là ăn phận vậy thôi. Từ trước giờ khi mà đạp xe lôi trúng mánh có bao giờ mình chở vợ mình đi chơi không? Không có đâu. Đi chơi ăn uống gì bây giờ? Hồi còn trẻ, còn bốn ba mấy bốn tuổi chuyện đó mình không biết chứ sau này không có ăn uống gì đi chở gì đâu mà đi. Có bao giờ bà cô chú nói là thôi ông ơi ông chở xe lôi cho người ta đi ngắm cảnh hoài, đi dạo hoài sao ông không chở tôi? Không có khi nào nó nói vậy. Sao hả? Biết chứ, biết gia đình. Nhưng mà chú đạp chở cô chắc cũng mệt hơn vì không có tiền đúng không? Không phải. Không phải chứ sao? À. Thế là sao nói cần nghe thôi. Nói vậy chứ đạp người đà chở người yêu mình thấy cũng lý tưởng lắm chứ bộ. Ngày xưa lúc mà chú chưa lập gia đình á thì cuộc sống của mình sao? Cũng chưa lập cô á cũng được vậy thôi chứ không có gì. Nhưng mà hồi đó là chú vẫn chưa lập gia đình là chú đã đạp xe lôi rồi. À đạp xe lôi. Rồi lúc đó thì cô biết chú đạp xe lôi không? Có. Thì chú có thỏa thẻ với cô rằng là tôi sống bằng cái nghề này khổ lắm thì cô nói sao? Thì cũng phải chịu thôi chứ sao giờ. Cái nghề này là cái nghề chính, cơm. Nhờ nó mà có cơm ăn, tuy không ngon thiệt nhưng mà sống tạm qua ngày được. Nói chung là sống cũng ổn đúng không? Dạ. Nói chung là Tết cũng vậy à, cũng không có ăn uống gì, cũng bình thường vậy thôi à. Dạ. Vô khỏi cổ rồi thôi xong. Cũng là mua đồ về nấu mâm cơm cúng ông bà cũng qua một cái Tết đúng rồi, không? Rồi, quan trọng là sức khỏe của mình đầy đủ rồi. Đó, sức khỏe là vàng mà. Người ta nói gì nè, cô bác anh chị vừa hồ nghe rất là nhiều. Bữa ăn ngon nhất không phải là bữa ăn sang nhất, mà bữa ăn ngon nhất đó chính là mình còn sức khỏe để mình ăn. Cái giường mà ngủ ngon nhất không phải là cái giường nó mắc nhất, mà là cái chiếc giường đó đó mình còn sức khỏe mình đặt lưng mình nghỉ là cái giường gọi đó là cái giường quý nhất đúng không? Và ngôi nhà mà hạnh phúc nhất không phải là ngôi nhà cao nhất, mà ngôi nhà hạnh phúc nhất đó chính là ngôi nhà ở trong đó có đầy đủ tiếng cười của vợ chồng và của con cháu đó. Nên thành thử là đối với chú Chất á thì mấy mươi năm qua rồi sống theo cái cuộc sống của những người lao động chân tay. Thành thử là khi mà chú bước vô một cái căn nhà sang trọng thì cái cảm giác của chú từ bản thân mình chú mặc cảm. Chứ không phải là chú bước vô nhà giàu mà chú người ta khi dễ chú mà chú mặc cảm. Ở cái góc độ người nghèo nó sẽ khác lắm. Khi mà bước vô một ngôi nhà mà họ có máy lạnh, tủ giặt, tivi đầy đủ hết. Mình là thân phận sống ở trọ, mình bước vô đó là cái mình không dám bước vô vì bản thân mình lại ngại với họ. Chứ thật ra có rất là nhiều người giàu họ vẫn rất là tốt. Và chẳng hạn như là tất cả các cô chú anh chị, các quý mạnh thường quân mà đồng hành ủng hộ kênh Mười Hồ à, trong hơn mấy năm qua thì đó là những cô chú rất là, phải nói là rất là có tâm muốn giúp đỡ san sẻ đến chú Chắc. Và thông điệp của ngày của Mười Hồ mà chia sẻ với cô bác anh chị dù góc độ nào, dù ở hoàn cảnh nào và như thế nào nữa thì chú nói rằng là làm gì đừng có trái là được đúng không chú? Đừng có trái là được rồi. Dạ. Thấy vợ con khỏe mạnh là được rồi. Ăn cơm với lại rau luộc chấm nước. Trời đừng đứng người nào giờ chú không bao giờ biết trái lương tâm cái gì hết. Dạ. À, có thì nó có, không nó không. Đó. Trời cho hơn mà. Đặt ngay thí dụ giờ mình hơn cái người đó đi, cũng không có cái gì là ít bền bỉ. Rồi trong giây lát vậy thôi cũng như cái ngọn đèn mà mình đốt lên nó lé lên rồi nó xuống tắt. Vậy thôi. Ý nguyện của chú là như vậy rồi nào giờ. Đốt gì chú nói đốt gì? Chẳng hạn như cái đèn dầu mình đốt thì nó lé lên sáng lên rồi một hồi nó tắt xuống, cũng như mình chẳng hạn như giàu có quá rồi mê hay chiều gì đó nó tắt liệm cũng không có gì đó, cũng như nhà nghèo cái đèn dầu vậy thôi. Chú viết cuộc đời mình ai đến đây rồi cũng phải đi đúng không? Yeah. Cái quan trọng là không phải đem được bao nhiêu tiền
chết chứ không có đem được gì á, chỉ đem lại là phước với tội thôi. Phước tội, tội phước vậy. Dạ, còn cái việc mà sống giàu sang thì ví dụ như cô bác anh chị mà được có phước lớn mà để có của ăn của để nhiều thì san sẻ thì tạo thêm một cái phước ở những cái không biết có kiếm ra sao hay không, nhưng mà ở những nếu như có kiếm sao thì sẽ làm một cái cuộc sống nó đầy đủ hơn và san sẻ, mình cảm thấy mình cũng nhẹ lòng hơn, đúng không? Và cuối cùng đem lại là không còn được gì hết hả chú ha, cũng là một nắm tro tàn thôi. Hôm nay nói chuyện với con chú vui không? Cũng đỡ, cũng như mọi bữa trước vậy. Nhưng mà hôm nay Bùi Hồ hẹn với chú là 11 giờ, nhưng mà hiện nay gần 3 giờ rồi. Còn đường đi qua đây cũng xa, con bị kẹt, con bị kẹt phà. Trời, hôm nay nó đông quá luôn. Dạ. Nên chú có đừng có buồn con không? Không có gì đâu trời ơi, đâu có gì đâu mà buồn. Buồn không? Cháu giúp không hết mà buồn cái gì. Đợi không đợi nhậm gì đâu, cũng như mình chơi vậy thôi. Dạ. Rồi cho tiền hoài không biết chừng nào tôi chú trả lại. Thôi chú mày con đâu cho đâu, con tặng chú ăn cơm thôi, mời chú đi vô khách sạn ăn cơm. Rồi vô vô nhà hàng ăn cơm. Không dám. Làm bữa cơm 3 chú, triệu thì không có gì trả ha, nhưng mà dạ, chú có cái lời cầu chúc cho em cháu gia đình một năm đầy nhiều ý nghĩa và hạnh phúc, an lành để mà làm cái công tác từ thiện hay gì cái gì đó. Con chỉ là người kết nối thôi chứ con cũng không có nhiều tiền, con cũng giống giống như chú vậy rồi. Nhưng mà chú có cái lòng như vậy đó. Thì cháu nghĩ sao nghĩ tùy. Dạ thật ra thì chú và chú nghĩ vậy. Dạ. Đó. Chú biết không là ai cũng thương chú hết. Dạ. Con chia sẻ đoạn clip của chú ai cũng thương và xem cũng cảm thấy rất là đồng cảm. Chú đừng mặc cảm vì mình nghèo, nhưng mà con thấy chú rất giàu, giàu tình yêu thương rồi giàu về cái cả cái nhân cách sống, nên thành thử là khi mà con chia sẻ đoạn clip á thì cô chú anh chị thương lắm, nên chú hãy cứ nghĩ rằng mọi người vẫn thương yêu chú và chúc cho chú luôn có sức khỏe dồi dào và sớm Bùi Hồ sẽ quay trở lại. Một khoảng hơn 10 ngày nữa thì Bùi Hồ sẽ quay trở lại thăm gia đình của chú. Còn ngày hôm nay thì cũng công việc cũng khá là cập gặp nên qua đây để trao tiền cho chú để lo cho cô bị bệnh đó cô bác anh chị. Chú ơi, ngày hôm nay con đến đây con thay mặt cho chị Chi ở Mỹ. Đó, với lại một chị giấu tên cũng ở Mỹ luôn. Chị Chi ở Mỹ gửi cho chú là 2.500.000 đồng, là 100 USD. Với lại một chị giấu tên 1 triệu nữa là 3.500.000 đồng. Con gửi cho chú ha. Đây là phần quà của chị Chi nè, 2.500.000 trước nè. Còn đây là phần quà của chị giấu tên ở Mỹ luôn, 1 triệu nữa là 3.500.000. Cho cũng gửi lời thăm đi ha, thăm em cháu mình bệnh đi, chứ tôi cũng chưa thấy sao. Nhờ cũng chuyển lời giùm. Cũng cầu chúc cho em cháu bên bệnh gặp nhiều sự an lành. Có một chị ở Long Xuyên, chị ở Pháp á. Có thể là vài ngày nữa chị sẽ thăm chú, chị đang về quê chồng của chị ở Long Xuyên. Chỗ nào nữa? Ngay tại thành phố Long Xuyên. Không ấy à, chú chở hai vợ chồng của chị đi vòng vòng. Khi nào con cho số điện thoại, khi nào chú liên hệ với chú thì chú hay. Đúng rồi. Chị vài ngày nữa chị về đây nè. Đậu ở đây nè. Dạ. Cho hay đi rồi giúp. Một lần nữa đi. Dạ. Cảm ơn nhiều nha. Nhớ cất tiền cẩn thận nha. Dạ. Chị chuyển cho cô 2 triệu đi, chú giữ 1.500.000 để chiều nay vô nhà hàng ăn tiệc. Sao? Thì cái đó cũng được, nhưng mà lương tâm mình không có cho phép. Ăn ba cái đồ kia nó quen rồi. Ăn ba đồ xưa nó quen rồi. Ăn ba đồ rau luộc chấm nước tương cũng quen rồi. Cũng sống qua ngày. Dạ. Một lần nữa thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn tất cả các cô bác các chị đã xem video clip đến thời điểm này. Chân thành cảm ơn chị Chi ở Mỹ và một chị giấu tên ở Mỹ đã đồng hành với Bùi Hồ trong đoạn video clip ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả các cô bác các chị mạnh thường quân. Chúc cô bác các chị sức khỏe an lạc. Xin chào và hẹn gặp lại ở video clip sau.